Bạn thuộc hạng người nào trong bốn hạng người sao? Đức Phật dạy rằng có bốn loại người trong thế gian này. Thứ nhất, người đi từ bóng tối tới bóng tối. Thứ hai, người đi từ ánh sáng tới bóng tối. Thứ ba, là người đi từ bóng tối tới ánh sáng. Thứ tư, là người đi từ ánh sáng tới ánh sáng. Đối với người thuộc loại thứ nhất, chung quanh anh ta là những điều bất hạnh đen tối. Song nỗi bất hạnh lớn nhất của anh ta là không có trí tuệ. Mỗi lần gặp chuyện khốn đốn, đau khổ là anh ta bộc lộ càng nhiều bực tức, phẫn nộ, si mê hơn nữa. Và còn đổ lỗi cho người này, người khác về cái nỗi đau của mình, chứ không chịu nhận đó là do nghiệp của mình tạo. Vì phản ứng như thế cho nên anh ta sẽ ngày càng lún sâu vào trong bóng tối. Đó là người đi từ bóng tối vào bóng tối. Một người thuộc loại thứ hai được xem là có những gì mà thế gian này gọi là ánh sáng, như tiền bạc, địa vị, quyền lực. Nhưng anh ta cũng không có trí tuệ. Do si mê cho nên anh ta nuôi lớn tính ích kỷ, tham lam, vơ vét nhiều hơn nữa cho đầy túi tham, hoặc lãng phí tài nguyên, hay là cậy thế hiếp người khác. Chính những cái điều đó sẽ dẫn anh ta đến sự tối tăm trong tương lai. Đó là kiểu người đi từ ánh sáng vào trong bóng tối. Một người thuộc loại thứ ba cũng có hoàn cảnh như người thuộc loại thứ nhất, nghĩa là bị bủa vây bởi tối tăm và bất hạnh. Nhưng anh ta là người có trí tuệ và hiểu được tình cảnh của mình, nhận chân được rằng mình phải có trách nhiệm đối với những khổ đau của chính mình, nên anh ta làm tất cả những gì có thể để có thể thay đổi được hoàn cảnh một cách bình thản và an lạc, không chút phẫn nộ hay sân hận với người khác. Thay vào đó, anh ta chỉ có lòng từ ái và bi mẫn đối với những người đang làm hại anh ta, rồi tích cực làm các việc phước thiện, sống giữ giới, bảo vệ thiên nhiên. Vì những nhân lành mới này, tương lai của anh ta là sự sáng sủa, tức đi từ bóng tối ra ánh sáng. Cuối cùng, một người thuộc loại thứ tư, cũng như người thuộc loại thứ hai, được hưởng tiền bạc, địa vị, quyền lực. Nhưng không giống người thuộc nhóm thứ hai ở chỗ, anh ta là người có trí tuệ đầy đủ. Anh tận dụng những gì mình có để nuôi sống mình và những người lệ thuộc vào mình. Những gì còn lại thì anh ta sử dụng cho lợi ích của người khác với lòng từ ái và bi mẫn. Hiện tại của anh ta sáng sủa và tương lai cũng sáng sủa như vậy. Tất nhiên, hiện tại bạn không thể chọn lựa để đối diện với bóng tối hay ánh sáng được, vì điều đó là do các hành quá khứ hay quả nghiệp quyết định. Quá khứ thì không thể thay đổi được, nhưng bạn có thể kiểm soát hiện tại bằng cách trở thành chủ nhân của chính mình. Tương lai chỉ là quá khứ cộng với những gì đã được thêm vào ở hiện tại. Vậy hiện tại thêm vào cái gì là do bạn chọn. Bạn có thể thiền Vipassana để hiểu rõ chính mình. Vipassana sẽ dạy cho bạn cách làm thế nào để trở thành chủ nhân của chính mình bằng việc phát triển chánh niệm và buông xả đối với các cảm thọ. Nếu bạn biết cách trở thành chủ sát na hiện tại này, tương lai sẽ tự động sáng sủa. Chúc bạn có đủ sáng suốt để chọn lựa một thái độ đúng trong mọi hoàn cảnh.